Ông dở ai bố cái thuốc nào vậy? Phê tí à, lúc nào lớn lên mức thuốc nào như thế kia vậy? Phê chết. Thơm ngon bổ phổi diệt trùng lao. Rốt cái điếu xuống lại đào yếu lên. Chị đi nói mồm. Hai thầy đi quét nhà đi. Đi lượt nhau gì? Tí nữa. Lớn rồi, nhà không quét. Tí nữa con quét. Đợi con tí, hai anh em con đang chơi với nhau. Chơi gì? Thôi hai anh em mình đi quét nhà đi. Thế một thằng lau một thằng quét. Hai thằng bảo nhau, thương nhau nhau có thế có phải là tốt rồi. Nhưng lúc nào để cho bố mẹ khổ. Cái nhà không quét. Cứ nhanh lên tập kia. Mãi không quét. Lại xuống đấy làm gì đấy? Nó đâu rồi? Quét gì tật gì từ trên này xuống. Đi con dậy để ăn cơm đi. Bố, bé con đưa sao ạ? Ra thì bế cháu
đi đâu về đấy? Bị chơi 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 chơi. Không 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 không. Đây ông này. Nghe. Sumo à, ông đây. Đi chơi về nóng không? Rồi kìa cái mát quá. Sumo ơi. Ông đây. Về ra. À, chị nhím cam Sumo nào. Sumo ơi, đi chơi về. Ngoan nhé. Bố xin nghe, bố thì cũng bình thường, không mệt lắm. Chả về nhà có ngoan đâu. Con muốn đi. Con này nhà có ngoan không? Bố yêu nhé. Bố đi làm xong lúc nào bố mua cho tí mỡ. Nhưng giờ đã yêu bố gái. Ê, chị yêu bố không? Ui, ngoan thế. Bà bảo ông cháu ông chưa? Cháu ông. Ừ. Ông gì trông con hai đứa cái. Thế mày có con mày trông đấy. Em dâu từ từ thôi. Đứa trông con đứa làm. Không phải nhờ đến ông nữa. Ông trông con gái con đi đi vào trong kia đi làm cái. Chịu. Dạ. Đi mà trông. Ồ thế rồi đi về đi. Cháu ông đi để về. Ừ, ngoan hả? Bố à? Ừ, mày đi đâu vậy đấy? Chơi bố ạ. À. Chơi. Về việc thì đầy ra không nào. Con đi bố. Ôi bố sao bố? Say quá. Ui giời lại say. Bố ho rồi. Thế thì ông có chuyển cho bố ít tiền là bố mua thuốc thang bố không? Thế con chuyển chơi với đâu? Lắm đừng. Ở nhà dịch này ăn thì chơi suốt bố ạ. Ừ. Ai kể? Mình mày thì dịch. Giờ chơi đây bố. Tao không ạ. Bố nữa bố. Bố ốm nào bố? Ốm. Thôi thì con chuyển cho bố mấy đồng bố mua thuốc thang bố uống. Ừ. Làm con gà, ăn một lẩu ăn cho thoải mái. Ừ. Không bị làm con gà mà chích canh. Ừ. Không mua lợn quay về quay. Ừ. Thế ông ốm kiểu gì? Mệt. Mệt thế nào không đi? Biết. Có biết được bệnh gì mà ốm gì? Sốt lắm. Ê, một cười gần bố không biết bố ốm thế nào. Ai, dạo này đi làm nhiều quá, chả để ý đấy. Hay là vẫn bị ho. Ho. Làm gì mà để ý bố à? Để ý cả. Dạo này thì vừa để thêm cháu nữa thì chưa đạt gì thì vẫn còn chưa để ý. Chứ ai làm gì? Mẹ lười. Lười cái gì mà lười? Lúc chẳng nào cũng lười. Không chịu làm thì thế. Rồi cãi nhau thì khỏe. Làm cái trò trống gì? Cãi nhau gì? Ừ. Không cãi nhau như một bò. Có gì mà cãi nhau hả? Mày gì hả bố? Mày hỏi thăm nhau tí, sức khỏe, cãi nhau gì? Ai như mày thì lại đỡ đau đầu. Bố của mày điếu thuốc lào không cho cần tinh tướng thì có tiền không cho bố có thuốc tiền thì chưa làm gì đây giờ này đi làm chưa là lấy lương mình cả gì chưa làm suốt không có lương rồi làm suốt nhưng mà dịch ra thì chưa đi làm được mình cả gì làm được tiền nuôi các cháu hết rồi này đâu chú có chú đi đưa cho ông ý đi. Chuyển rồi. Chuyển. Chú này cứ tình vi, cứ về đi. Đây. Làm gì mà ông phải cáu để có gì. Cứ đứa nọ đẩn đứa kia. Làm cái gì? Về. Chuyện. Nhím ơi. Không cho lại. Thịt bao mà mẹ, ấy nhá. Nấu nhá. Xin chưa? Hả? Xin gì? Thế con xin thịt để cho mẹ con nấu nhé. Tối là mẹ nấu nhé. Vâng. Đấy. Nó vào. Xin chưa? Gấu ơi. Tối là mẹ nấu nhé.
thể sự hay là gì. Ăn dâu à? Đây, anh muốn làm gì không? Anh làm gì đâu? Giờ tôi mới xử được rảnh thế thôi. Chả biết làm gì. Nhưng bây giờ cổ ta bao giờ có thể xây xong rồi. Còn em nuốt đấy. Thì làm gì đem có tiền để xây. Làm gì có tiền để làm. Ngô lực xấu đấy, ở thuộc ngô. Anh em có gì bạn nhau chứ. Bây giờ ta chịu.